Vâng, cảm ơn quý vị. Trở lại cái câu chuyện với mục sư Andrew Lê, một mục sư trẻ và có nhiều cái gọi là phía Nam phải dùng chữ là cái khả năng để thuyết phục người khác. Cái khả năng của mục sư không phải là ở những gì mình học, mà ở ngay chính trong đời sống của mình và ở ngay chính những người trước mặt mình và bên cạnh mình. Cho nên là cái kinh nghiệm sống của mục sư Andrew Lê là từ trái tim đến trái tim. Cho nên nó đã giải đáp được rất nhiều bài toán. Và trong những cái bài toán đó là bài toán cuộc đời của mục sư ngày hôm nay như thế nào. Và nó dẫn đến từ một người Việt Nam, một du sinh, đến một mục sư học thần học, rồi đến một người phiên dịch, rồi trở thành ngày hôm nay là một businessman. Có công việc của mục sư nó có thể nói rằng không phải là tự mình chọn đâu. Mục sư nói là tất cả mọi sự trong cuộc sống của mục sư đều cầu nguyện, đều phó dâng cho lên cho Chúa. Chúa xếp đặt và mở cái bàn tay ra thì cái cuộc đời của mục sư phải làm theo cái tính thác đó. Thì mục sư đã rất thành công bởi vì mục sư đã lấy được cái lòng tin của những người chung quanh của mình. Vậy Phí Nam muốn hỏi mục sư, cái câu chuyện mà vừa rồi đó để chúng ta thấy rằng là có những điều mà chúng ta có thể quyết định và chúng ta chọn lựa. Nhưng mà có những điều chúng ta bó tay, chúng ta không chọn lựa. Cái câu chuyện mà mục sư kể là ngay người bác sĩ còn nói là ô, đứa bé nó sinh ra nó sẽ là dị tật. Nhưng mà mục sư vẫn lấy cái tình yêu thương của mình khuyên người ta đừng có bỏ đứa con đó. Và nếu mà đứa con đó có bị vấn đề gì, tôi sẽ nuôi đứa con đó, vượt lên cả cái sự cao cả hy sinh của một người mẹ nữa. Tại vì thường thường cha mẹ nếu mà biết là con mình dị tật thì người ta sợ là không phải là vì người ta không thương con, mà người ta sẽ sợ là chung quanh người ta sẽ dèm dễ miệt thị cái đứa bé nó sẽ còn đau khổ hơn. Cho nên người ta sẽ có những cái chọn lựa sai lầm. Và mục sư đã dùng vượt lên cả cái sự bình thường đó để mà chấp nhận là nếu mà đứa bé đó nó không có còn một cái sự mà hoàn hảo thì mình sẽ nuôi đứa bé đó. Và chính cái lời đó đã thuyết phục được cái trái tim và sự sợ hãi của gia đình đó để cho họ sanh đứa bé ra. Và thật cảm tạ Chúa là đứa bé rất là xinh đẹp như mục sư đã nói. Thế thì tới ngày hôm nay, cái câu chuyện đó dẫn đến một đứa bé xinh đẹp như vậy, nó kết luận cho mục sư một cái điều gì trong cái cuộc sống của chúng ta? Cái vai trò của một người lãnh đạo tinh thần trong một cái cộng đồng tôn giáo hoặc là niềm tin rất là quan trọng. Mặc dầu là ông mục sư hay là một người cha, một linh mục, trong cái vấn đề tôn thờ Thiên Chúa, họ phải vâng phục Chúa tuyệt đối và tin cậy nơi cái sự dẫn dắt của Chúa. Điều đó không có nghĩa là không có mục sư thì người ta không sống được, không phải như vậy. Mỗi người theo cái kinh nghiệm của họ, họ đều có cái sự dẫn dắt của Thiên Chúa một cách rất là kỳ diệu. Có biết bao nhiêu câu chuyện của các bạn đã kể lại là khi mà ra ngoài vượt biên á, và đối diện với thiên nhiên sống dữ và đối diện với cái chết, họ kêu trời và họ đã kinh nghiệm được sự giải cứu của Thượng Đế. Cho nên cái kinh nghiệm đó cho Andrew thấy rằng là cuộc sống của chúng ta nên đối xử với nhau bằng tình yêu thương và sự gây dựng và sự ở bên nhau và sự nâng đỡ nhau nhiều hơn. Chúng ta cũng đừng quá tự tin vào cái hiểu biết của mình, vì Kinh Thánh nói rằng là cái hiểu biết của mình nó không có so sánh gì với cái sự hiểu biết của Chúa cả, vì Chúa là nắm giữ tương lai. Cho nên lập cái vai trò đó thì mình thấy rằng là mình luôn luôn phải cầu nguyện với Chúa để mình biết phải làm gì trong những cái hoàn cảnh đó. Và cái kết cục nó luôn luôn là một cái kết cục tốt đẹp. Mặc dầu là có những một số bạn cũng sẽ nói rằng là bản thân tôi không làm điều gì ác hết, nhưng mà tôi lại bị ung thư, tôi lại có những căn bệnh rất là quái ác trong cuộc đời của tôi. Thì các bạn hãy chạy đến với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, nếu quả thật là Chúa dùng điều này để kéo con về với Ngài, hoặc là nhắc cho con nhớ rằng là thế gian này nó đầy dẫy sự đau khổ, nhưng ở bên Chúa thì con sẽ được sự hạnh phúc vĩnh viễn. Thì khi mà linh hồn của bạn được nằm trong tay Chúa rồi thì những cái đau khổ này nó chả là cái gì cả. Tại vì sau cái cõi chết ai cũng phải chết cả. Nhưng mà nếu mà mình chết mà mình chết với Chúa, chết trong Chúa, thì cái điều đó hoàn toàn là một sự bình an. Nó không có cái gì phải lo lắng cho các bạn cả. Thưa quý vị, quả thật là mỗi ngày chúng ta đều sẽ đối diện với những cái khó khăn.
Trước mắt chúng ta đừng nghĩ tới những cái gì đẹp, tại vì đời là bể khổ, không có phải là mỗi một ngày mở mắt ra là ô mình sẽ trúng số hay mình sẽ được cái bục bó hoa đẹp như thế này đâu. Chưa bao giờ Phi đang nghĩ rằng là một ngày của mình bắt đầu sẽ là lạc quan. Cho nên mỗi một buổi sáng thức dậy, chính bản thân Phi Đan là khi mà mình đi thể dục, mình đi bộ đó, mình đều, tại Phi Đan là người Công giáo cho nên mình đều đọc 10 kinh kính mừng. Và mình cầu nguyện suốt cái thời gian một tiếng đồng hồ đó, mình cầu nguyện, mình nói chuyện với Chúa để mình xem coi mình phó thác một cái ngày làm việc của mình, xin Chúa mang đến cho mình một cái ngày mà tốt lành, bình an, để cho mình có thể làm được những cái điều tốt cho những người khác. Đó là cái mỗi ngày làm việc bắt đầu của Phiến Đan là như vậy. Bởi vì khi tại sao mình phải mời gọi Chúa đến với mình trong một ngày, là bởi vì mình không biết là cái ngày đó là cái ngày nó đẹp hay là cái ngày nó xấu. Ngày đó nó sẽ là một cái tin mừng hay là một cái bad news, mình cũng không biết được. Cho nên rằng là thưa quý vị, như Lục Mục Sư nói là chúng ta phải tự mình tìm cái tích cực và phải tự mình đến gần với đấng tạo hóa, là mình phải có cái đức tin. Bởi vì nếu mà chúng ta, quý vị là Phật giáo, quý vị là Hòa Hảo hay quý vị bất cứ một cái tôn giáo nào, thì quý vị cũng phải đã có tự mình có cái đức tin và mình sống chân thiện mỹ trong cái đức tin đó, thì mình sẽ mang được cái hạnh phúc cho chính mình. Thì đối với mục sư, cái công việc của mình bây giờ cho tới ngày hôm nay, có phải là những cái công việc nào là làm phiên dịch tòa án này, làm người lo những cái thủ tục của DMV này, làm những cái công việc như là bảo hiểm này, rất là nhiều, thì những cái công việc đó có phải là đi từ trong cái trái tim bác ái của mình để mà làm hay không, hay là tại vì mục sư biết rằng cái cộng đồng mình, những cái dịch vụ đó rất là tạo cho người ta nhiều khó khăn, nhưng mà mục sư chọn lựa cái công việc đó là để giải quyết những khó khăn cho người ta, kiếm sống trong cái việc giải quyết những cái khó khăn cho người ta, có phải đó là một trong những cái ý niệm tình cảm, tình yêu của mục sư dành cho cộng đồng ấy không? Một phần cũng là cái chuyện đó, nhưng một phần khác mình thấy rằng là nó thích hợp với cái khả năng của mình hơn. Thay vì là khi mà mình về đây thì mình thấy có là nhiều thứ để làm. Và một trong những cái điều mà Andrew nhận ra để thành công ở Nam Cali hoặc là bất cứ nơi nào ở nước Mỹ này là các bạn nên có một cái doanh nghiệp nhỏ, các bạn làm chủ, thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhanh. Thay vì các bạn đi làm công, ăn lương, thì nó sẽ chỉ giới hạn cho các bạn một thời gian nào đó thôi. Bởi vì một người làm công thì bạn phải làm cho ông chủ bạn là gấp 5, gấp 10 lần thì họ mới trả cái số lương cho bạn một phần, đúng không? Thì không một ông chủ nào mà nuôi các bạn mà để cho bạn trở nên một cái trách phần trách nhiệm mà người đó phải cán đáng. Nếu các bạn làm lợi, thí dụ như làm 4-5 lần, có bạn giỏi thì làm lợi cho chủ cả hàng trăm ngàn lần, thì ông chủ phải làm bằng mọi cách phải giữ chân bạn. Nó là như vậy, nó phải có một cái sự cho đi và nhận lại, nó phải có lợi trong mọi cái mối quan hệ. Thì Andrew muốn chọn cái con đường đó, văn phòng, rồi kết hợp với lại những cái kiến thức đời sống hàng ngày mình giúp cho cộng đồng của mình, và qua đó mình cũng có một cái sự thu nhập để mình giúp đỡ cho gia đình của mình. Và Andrew thấy rằng đó là một cái điều phải để nên làm. Một trong những cái điều mà Andrew muốn chia sẻ, quay trở lại với vấn đề sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống của mình mỗi ngày, chỉ có biết là cái đóa hoa này là đáng lẽ Andrew không có muốn mua, nhưng mà khi ra khỏi văn phòng thì tự nhiên trong lòng mình cầu nguyện với Chúa, thì Chúa nói là con hãy mua cho chị Phiến Đan một bình hoa. Cảm tạ Chúa. Cho nên đa là cái bình hoa này đến với chị, là Andrew cũng muốn nhắn nhủ rằng Thiên Chúa vẫn đang dõi theo cuộc đời của chị và yêu chị lắm. Rất cảm ơn Andrew. Và phải nói rằng là cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là đứng giữa chúng ta là có Chúa. Thì Vân Anh tin rằng là cái công việc đó một ngày. Thưa quý vị, nếu mà Andrew nói như vậy đó, thì Phía Nam phải nói là sáng hôm nay. Thường thường thì mỗi một cái ngày làm việc nào mà Phía Nam phải ngồi phỏng vấn một nhân vật nào đó, nhiều khi đọc một cái cuốn sách rất dày, hoặc là đối diện với những nhân vật chính trị lớn, tự nhiên trong đầu mình cũng có những cái hoang mang lo lắng, không biết là mình có đưa cái câu chuyện đó đến đúng với cái ý muốn của quý vị khán giả của chương trình không. Nhưng cái ngày hôm nay tự dưng buổi sáng thì mình lại nói là nói chuyện với một nhân vật mà biết rất
rộng về nhiều vấn đề như vậy, thì mình sẽ nói vấn đề gì trước hết thì thôi phó dâng lên cho Chúa. Thưa quý vị, Phía Nam sẽ tạm ngừng câu chuyện hôm nay và mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình kỳ sau với câu chuyện với mục sư Andrew Lê, với những câu chuyện mà cộng đồng chúng ta cần phải biết. Với câu chuyện mà bật mí cho các bạn là làm thế nào để Andrew được lọt vào trường luật khoa Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị theo dõi tiếp các chương trình sau của Leadership on TV.